Như thế này thì chi phí sẽ giảm được rất là nhiều và tiết kiệm được một khoản chi phí cực kỳ hợp lý để làm rất nhiều việc khác luôn. Chiếc đồng hồ Neil chính hãng của hãng lên quanh 1.2 tỷ. Đây là chiếc đồng hồ Rolex, Rolex Daydate 28235 của một vị khách hàng mua tại Kỳ Lân Luxury và sau đó yêu cầu Kỳ Lân là làm thêm một cái vành bezel nhưng mà đính kim cương hoặc xoàn thiên nhiên tuyển chọn vào cho anh để gắn vào chiếc đồng hồ. Thay vì đính trực tiếp kim cương lên trên vành bezel sẵn của hãng thì Kỳ Lân sẽ thực hiện chế tác ra một cái vành bezel bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Rogol theo như của đồng hồ Rolex chính hãng này. Và sau đó Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên kim cương hột xoàn thiên nhiên từng viên một với những thông số đẹp nhất và đồng nhất kích thước từng viên với nhau để cho sự cao cấp, để cho sự tinh tế cũng như là sự hoàn hảo về độ hoàn thiện của hàng cao cấp để mà xứng tầm với chiếc đồng hồ Rolex chính hãng này. Đeo vào chắc chắn sẽ lấp lánh hơn vì những viên kim cương này đưa vào sẽ đẹp hơn và lấp lánh hơn. Đây là cái vành bezel mà Kỳ Lân đã vừa chế tác từ vàng nguyên khối AU750 xong. Sau đó Kỳ Lân thực hiện đi giám định tại trung tâm và trung tâm giám định này sẽ chụp hình sản phẩm đó lại và sau đó đưa vào trong tờ giấy kiểm định. Trên thông tin giấy kiểm định sẽ ghi rất rõ là kim cương thiên nhiên 48 viên trong suốt và rất là rõ ràng và chi tiết như thế này để chúng ta yên tâm tuyệt đối sản phẩm của chúng ta là đủ sang trọng, đủ nâng cấp và giá trị. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành thực hiện thay cái vành bezel góc này ra và đưa cái vành bezel vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn này vào. Và sau khi Kỳ Lân hoàn tất việc chế tác vành bezel vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn từ kỹ thuật chuyên sâu của máy móc chuyên nghiệp chia ổ hột, cháo hột và kỹ thuật chuyên sâu của thợ cao cấp nhận hột hàng cao cấp luxury thì đây là cái vành bezel đã hoàn tất. Và bây giờ đến công đoạn là Kỳ Lân sẽ thay tháo cái vành góc này ra và đưa cái vành Kỳ Lân đã chế tác từ kim cương và vàng nguyên khối vào thì sự lấp lánh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và kính mong, kính chờ tất cả quý khách đón xem video sau khi Kỳ Lân hoàn thiện lắp xong, ráp xong sẽ đẹp như thế nào. Sau này khi chúng ta không thích đeo vành bezel có kim cương nữa thì chỉ việc thay lại như cũ, đưa vành bezel zin vào như cũ là xong. Như thế này thì chi phí sẽ giảm được rất là nhiều và tiết kiệm được một khoản chi phí cực kỳ hợp lý để làm rất nhiều việc khác luôn. Nếu như quý khách mua một chiếc đồng hồ mà khía chạy tia như thế này, góc như thế này thì giá trên dưới 1.2 tỷ. Còn nếu như mà mua vành bezel gắn sẵn có kim cương như thế này thì giá trên dưới 1.6 tỷ. Vì vậy chúng ta mua như thế này và đặt của Kỳ Lân chế tác một cái vành bezel như thế này và đến những viên kim cương tuyển chọn kết hợp với vàng nguyên khối như thế này, AU750 chuẩn hội ngoại như thế này thì sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về dịch vụ chuyên nhận vành bezel, kích tung vành bezel đến kim cương, thậm chí là đến kim cương lên trên full cọng dây hoặc là đến full trong mặt như những clip trước Kỳ Lân đã từng review là có một chiếc như thế này và Kỳ Lân đến full mặt đều ở bên trong, đến full vành bezel từ 228, 235 thành 228, 234. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản phẩm cao cấp tuyển chọn để phục vụ tất cả quý khách những gì thích nhất, đẹp nhất và hài lòng nhất, tuyệt đối nhất. Và một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.